Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá từ mình Thu Quốc. Hôm nay em tụt lên cho em một clip gồm 6 cần câu nha anh em. Trong đó có 5 cây cần là 5 cây cần hệ, cần sắn 2 da. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên đó, thì em sẽ nhân lại. Rồi cảm ơn anh em. Cây thứ nhất cho mọi người tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần ISO Fan Fuji nha anh em. Fan Fuji, Bass Fuji luôn. Cái này là một cây cần ISO Bass Fuji. Cái này cây cần ISO có đại qua nha anh em, hàng đại qua, hàng vẫn có xuất sắc thời gian nha. Đó, cây xuất sắc thời gian, cây này là cây đại qua của Việt Nam sản xuất nha anh em. Đó. Có mã code. Cây này xuất thị trường nội địa Nhật nha. Cây này độc số 3 và 5m3. Nặng 280g, thu gọn 100cm, độc 1.4L. Đó. Cần thì nó sắn khỏi nói. Anh em. Đây, lóng này bị xước anh em. Đó, cái nào bị xước xác anh nói xước xác. Lóng trên đây còn rất là mới nha anh em. Hàng sắn thì khỏi bàn. Đó. Sắn cuồn cuộn luôn, hàng đây qua. Chất lượng thì anh em khỏi bàn. Đọc ở đây. Đọc đây này, sắn thì khỏi nói nha anh em. Chất lượng ok nha anh em. Rồi, giá công khai cái số 1 nha anh em. Giá công khai là 600k cộng ship nha. Cái số 1 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Đó, một cây cần hệ nha anh em. Hàng sắn 2 da, hàng Ruby. Đó, cây Ruby thương hiệu nội địa Nhật nha anh em. Bass là Bass Fuji, giá 6. Sằng sắn anh em nói carbon đề cao nè. Sắn mà vừa nổi mà vừa chìm nha anh em. Rồi vô này nhắm tay á. Các bạn tiếp. Cây này thì độc số 1 và 5m4. Độc số 1 và 5m4 nặng 180g, thu gọn 100cm. Độc 0.6 ly nha anh em. Độc 0.6 ly. Đó. Độc chụp của nó đây. Đó. Căng sơ ú dòng phen nghề dòng phen Fuji Sit nha anh em. Đang sửa lùi luôn nè. Đó. Fuji Sit nha anh em. Fan bu đây. Fan bu là fan bu Fuji nha anh em. Fan trắng. Đây sửa lùi luôn. Fan này thì đánh đó, nó giảm nhiệt cho cổng dây nha anh em. Giảm nhiệt. Đây, trắng thì khỏi bàn. Ngoại hình khá ok nha anh em. Đó. Ngoài hình nó rất là ok. Tất cả các lóng đều sẵn luôn, sẵn tết luôn anh em. Rất là mới. Sẵn tết từ tích tới ngọn nha anh em. Ngọn nó thì đây. Khúc này vẫn sắn. Khúc này chuyển qua sắn chìm nha anh em. Ngọn nó đây. Ngọn nó là ngọn dạng ngọn long phục nha anh em. Khúc này bọng nè. Đây là khúc trên đây đặt nha anh em. Đó. Khá dẻo nha. Cái này chiên cho anh em đi hành cháp thôi. Câu cháp, câu hành. Câu ISO. Rất là ok nha anh em. Sơ lược qua còn khá là mới nha anh em, đầu mới ra tầm khoảng 90% Bass Fuji. Rồi giá công khai cây số 2 giá 900k nha anh em, hàng sẵn 2 da. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần thương hiệu của Olympus nha anh em. Olympus, cây này dài 5m4, đọt số 2. Đó.
và 5m4 đọt số 2, vẫn là phôi carbon sắn 2 da, carbon sắn ít. Cây này sản xuất tại khu ghê nha anh em. Đó, đọt số 2 và 5m4, nặng là 250g, thu gọn 100cm, đọt 1 ly 2 nha anh em. Đó, đọt 1 ly 2, bát là bát Fuji, bát Fuji Japan nha anh em. Đó, cây này xuất thị trường nội địa Nhật nha. Đúng rồi, đây vẫn còn kẹp nha, đồ chụp của nó đây, chỗ này nó bị xước chút nha anh em, xước do cái cao su này bó vô lâu quá nó bị chóc sơn nha. Đó, xước chỗ này thôi, tất cả phần lại rất là ok nha. Phôi sẵn hai da nha anh em, phen là phen Fuji. Chỉnh sợ nha, nó phen là phen Fuji đây. Phôi sắn hai da nha anh em, sắn hai da, sắn ít, nhìn vô khá là ok anh em. Đây nè, cây này đánh là rất là ngầu luôn á. Còn trên đây thì nó sắn chìm như nè, ngọn áp độc sắn chìm, ngọn ở đây, ngọn nó cũng sắn chìm như nè. Cần còn rất là mới anh em, độ mới giống như tầm khoảng 93-95% nha. Sức chỗ này ít thôi, phần này thôi, tất cả phần còn lại rất là ok nha anh em, rất là mới. Hàng Golden Beat xuất thị trường nội địa Nhật. Rồi, cây số 3 giá là 900k luôn nha anh em. Đó, cây số 3 giá 900k luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây hàng hệ Daiwa. Hàng này là hàng Daiwa Victor, đọt số 2 và 5m4. Đó. Hàng Daiwa Victor này thì khỏi phải bàn, khỏi cần giới thiệu gì nó nói nhiều nữa. Anh em cũng dư sức hiểu rồi. Đó. Vừa đẹp mà vừa chắc nữa. Daiwa Victor nha anh em. Đó, nội địa Nhật nha, đọt số 2 và 5m4, nặng 230g, thu gọn 100cm, đọt 1 ly nha anh em, bát là bát Fuji FS7, nó có đẹp nha, đích là tới trọng luôn, dữ dàng. Xịn ngầu rồi, đồ chụp của nó vẫn còn đây. Đó, phen này dạng phen Fuji Shift nha anh em, phen Shift Bullshit luôn. Nói chung là đảm bảo với anh em là phen không nứt bể gì hết, tất cả còn ok hết. Rất là ok nha anh em. Hàng thì carbon Wicker mà sắn khỏi bàn, rất là đẹp nha anh em. Ngầu, cực kỳ ngầu luôn. Độ mới nó còn rất là ok nha anh em. Cần chỗ nào xước sát thì em nói xước sát. Đó, phen Fuji Shift đây. Đó, ngầu khỏi bàn. Đọt nó đây anh em. Thì đọt nó thì nó sẽ sắn chìm nha anh em. Đó, dạng sắn cargo, sắn chìm á. Rất là chắc nha anh em. Đọt cũng là đọt carbon luôn. Đó, ngoại hình cây này theo đánh giá nó gồm tầm khoảng 90-93% nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đây qua carbon Wicker. Rồi, giá công khai cây số 4 là 1,2 triệu nha anh em. Đó, giá cây số 4 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần hệ của UB. Cây này là một cây cần tay chợ máy nha anh em. Đó, cần tay chợ máy. Cây này dài 5m4, bát là bát Fuji, dài 5m4, nặng 180g, thu gọn 100cm, đọt 0.6 ly. So với cần tay thì cây này độ cứng tầm khoảng 1.5 đến 1.5 nha anh em. Đó, anh em đánh bến kẹ, bến cảng bè thuyền thì đánh mấy cây này, hành mấy con hanh, mấy con cháp thì rất là ok nha anh em. Dạng đây carbon đờ cao anh em, sẵn nè,
Sáng tết luôn á, cây này sáng tết luôn, rất là đẹp nha anh em. Ruby thương hiệu nội địa Nhật. Fan đề 3 nó là fan gold nha anh em, đó đề 3 là fan gold luôn. Thì cái dạng này thì em sẽ bù nguyên zin luôn nha anh em, đó bù nguyên zin luôn. Dạng này thì em sẽ tháo từ lõng này cho anh em xem. Con này thì ngầu khỏi nói rồi anh em. Đây. Nó sẵn nè. Nó sẵn. Ngầu khỏi nói rồi, rất là mới nha anh em. Độ mới nó ra tầm khoảng 90% nha. Rất là ok nha anh em. Đó. Sẵn thế này khỏi bàn. Tất cả các đầu đều có fan hết nha anh em. Đó. Mới khá ok á. Đây, nóng đọt, nóng áp đọt đây. Đây, phèn nguyên zin nha anh em, phèn nguyên zin luôn. Sáng thì sáng tít rồi. Khúc này là carbon, khúc này là sợi thủy tinh nha anh em. Đó. Ngọn giống như ngọn long phụng nhá. Ngọn rất là dịu nha anh em, dịu và dẻo. Nhiều cá là bao phê luôn á. Carbon sắn thì anh em có thể thấy đâu còn nhiều phải nói nữa. Đủ phen nha, nguyên zin luôn, phen nguyên zin luôn, không độ chế luôn. Rồi giá công khai cây số 5, giá công khai cây số 5 là 1 triệu nha anh em, 1,2 triệu nha. Giá công khai cây số 5 là 1,2 triệu. Tiếp theo là cây số 6, cây cuối cùng. Cây này là một cây súp Bauer, một cây súp của Daiwa nha anh em. Đó, hàng Daiwa, sẵn hay nha. Cây này 23m6 nha anh em. 23m6, bass là bass Fuji, bass kẹp. Đó, súp Bauer. Cây này thì ngoại hình rất xuất sắc theo thời gian nha anh em. Anh em lấy đến lục gần bờ, câu cha, câu chép thì rất là ok. Đến 5C, cây này đến 5C cũng rất là ok nha anh em. Đó, hàng sắn 2 da. Cây này dài 3m6, nặng thu gọn 100cm, nặng 280g. Đọt 2 ly nha anh em, đọt 2 ly. Nếu so độ cứng nó gơ tầm khoảng 50. Đây, sắn này anh em. Chẳng thế này còn gì bạn nữa. Rất là đẹp nha anh em. Đọt nó đây. Đọt nó thì nó sắn chìm nha anh em. Đó. Phen là phen Fuji nha anh em. Phen Fuji đổi xám. Đây, đóng chữ Fuji rõ ràng luôn. Test độ cứng của đọt cho anh em xem. Rất là cứng nha anh em. Cứng là tầm khoảng 50-80 á. Rồi giá công khai cây này, giá công khai cây cuối cùng, cây số 6, giá 1,2 triệu nha anh em. Rồi em mua hàng có thể ưng, em để số điện thoại ở trên góc này của màn hình nha anh em. Em ưng báo em chốt luôn, không thôi ưng con này cũng được, báo đóng hàng chốt con này luôn. Rồi, cảm ơn anh em nhé.